Người ta vẫn thường nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Băng cướp năm xưa đã khiến gia tộc nhà họ Trương lâm vào cảnh tuyệt tử tuyệt tôn. Thì giờ đây, từng người đàn ông trong làng đều gặp phải bóng ma ẩn hiện trong hình dạng của chính mình, không ở lúc già thì ở lúc nhỏ, điển hình như Đồ Lam. Và rồi những người đấy đều bị chết một cách bất đắc kỳ tử. Những vong hồn vô tội ngã xuống xưa kia nay đã hiện về giữa ngôi làng này một cách kinh hoàng nhất. Này đây, tôi đây, lại đây. Tôi là ai? Tại sao ngươi làm vậy? Đồ Lam có tội tình gì mà phải nhận một cái chết thê thảm như thế?